Xin chào các bác, chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của Shop Xe 88. Hôm nay là ngày 14 tháng 4 2021. Thì em làm video này mục đích là thông báo cho các bác giá xe gian đã bắt đầu tăng tất cả các mã. Giá mã giảm tăng ít nhất là 9%, còn mã tăng cao nhất là 33%. Em thông báo cho các bác để bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 2021, Shop Xe 88 sẽ bắt đầu bán giá mới do hãng niêm yết. Thì tất cả những bác nào đang quan tâm đến mẫu xe gian thì cứ tham khảo trực tiếp trên website để cập nhật giá mới nhất. Hiện tại giá theo video là sẽ không còn đúng nữa. Thì em làm video này để gửi đến các bác vào website xedat88.vn để cập nhật giá mới nhất. Giá bán đã được thay đổi hoàn toàn. Đấy, hoặc các bác có thể qua trực tiếp showroom xedat88 để chọn lựa cho mình chiếc xe đáp ứng ý. Và ngoài ra thì bên em vẫn có chương trình giảm giá cho các bác, là những chiếc xe dưới 10 triệu giảm 4%, trên 10 triệu giảm 5%. Trên 40 triệu giảm hẳn 10% các bác nhé. Nên các bác nào mua xe cứ qua trực tiếp shop xe 88 mua xe cũng như đặt hàng. Còn em làm video ngắn gọn để thông báo đến các bác là hôm nay ngày 14 tháng 4 chính thức xe đạp gian đã tăng giá từ tối thiểu là 9%, cao nhất là 33%, để các bác thể biết được nắm rõ hơn, cũng như những bác đã xem video cũ có thể là cập nhật giá mới nhất. Đây, video ngắn gọn tới đây. Cảm ơn các bác đã ủng hộ shop xe 88 trong thời gian qua. Xin chào các bác.